Xin chào quý vị, các bạn đã trở lại với kênh Tôi Người Miền Tây. Thì hôm nay là cái ngày là xuống giống nha quý vị và các bạn. Chú Ba mình đang xách một bọc, đó là bọc trái cây. Trước khi xuống giống thì chú Ba phải cúng ông Tà, ông Địa ở đây một dĩa trái cây, như là cho mấy ổng là phù hộ rồi độ các chú các bác là trồng khỏe, trồng mau và nó sẽ lên đều. Thì các chú ở đây đều ăn chay cho nên là cúng trái cây. Thì lúc trước khi động thổ thì chú Ba cũng đã cúng một dĩa trái cây rồi. Thì hôm nay là cái ngày xuống giống cho nên chú Ba cúng thêm một dĩa trái cây nữa. Thì cái miếng đất của mình ở đây, nói chung ra mình mướn miếng đất này là rất là đẹp nha quý vị. Các cô, các chú, các bác là đi trồng nghệ là ai cũng đều khen. Bây giờ hôm nay thì đi trồng nghệ là có trên 30 người. Do mùa dịch cho nên mình không có mượn nhiều, mượn ít như vậy mà đã 30 người rồi nghe quý vị. Giờ hiện giờ chú Ba mình đốt nhang đánh giấy rồi, bắt đầu là các chú các bác là chuẩn bị là trồng. Vậy cài nước nhỏ thì mình bỏ hàng một được rồi thôi cô Ba, chứ đâu có bỏ hai hàng. Dạ có rỗng chứ. Ừ, thì bỏ hàng một vậy. Rồi mà chụp đựng dính tao này. Đất nước ông bà ông ta mà. Số quốc mình chụp dính tao. Đây hôm nay con xuống giống, con cúng mấy ông mấy bà ông dĩa cái cây đây, mấy ông độ cho anh em đồng đạo chúng tôi trồng xuống Nam ở đây á, gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, thuận lợi để mà phục vụ thuốc men cho đồ cho bà con cả nhà mình và đất nước. Vì đồ không sao quên. Tôi thì nó thiệt chứ không có gì để lợi nghĩa thì tôi cũng biết. Uống mấy gói đem lại hết nè. Dạ. Ủa, con gái mới qua. Giống nghệ trồng xuống Nam để phục vụ cho xã hội bà con. Rồi mấy ông cũng vừa độ cho anh em cô trên thượng dưới hòa dồi dào sức khỏe thuận lợi để mà làm thuốc cho nó trúng mùa đặng mà giúp đỡ cho bà con nghèo đó mà. Mùa đang có bội thu rồi hả? Dạ. Ông về đây hưởng cái lộc mà cũng tôi xuống lối nha. Xuống lối đi, hiện giờ là cái này gì đâu cạo được. Còn cái này mình để gì ba? Con cá cá đi. Gì nè? Phải khô chứ khô chứ chứ nhiều quá nó dày quá nó không cũ nữa. Trời ơi sao không cũ tao bỏ nắm nắm luôn. Thôi gì đi. Đi. Muốn vậy thì chút mình muốn vậy thì chút thì mình bồi thêm. Nó không khúc quá thì bỏ cái khúc để cho nó là cái cho nó tụi mình. Đi theo không? Lắp gì theo không? Để cho người ta coi coi người ta làm sao. Để coi coi phan, để coi gì đó, coi bỏ gì là được không? Anh Ba, coi gì được anh Ba? Anh Ba đi mất tiêu rồi. Chị ha. Mấy bộ đồ chơi nóng nóng không mình sáng nóng nóng là ông đầu lỗ, một cái này người ta hàng mà. Lắp lắp gì đi. Còn bỏ cái rải được rồi. Rải gì đi. Ừ, cái này đó mình đào hàng mà. Chỉ là được rồi. Chưa, cái bên bên đất của ông Chính nữa. Là bỏ cho bằng lớp. Lấy cái miếng vào. Nó quá bỏ. Bỏ quá nó cũng gặp rồi xuống nó bủ hơn. Nó bủ hơn. Hiện giờ thì chưa được 6 giờ nha quý vị. Giờ này là khoảng 5 giờ 45 và bắt đầu là các chú bắt đầu làm việc buổi sáng cho nắng nó không có nóng. Việc buổi sáng nắng chưa lên. Cho mát các chú làm thì các chú làm ở đây thì toàn bộ là từ U60 hết rồi quý vị ơi. Đó thì hôm nay thì làm thì có phục vụ là cơm nước bánh bao đầy đủ, là cái phần chi phí đó là được là chị Kim Lô Nguyễn hỗ trợ toàn bộ đó.
trong đó có ông Mừ. Thì hôm nay là độ khoảng là 30 người nha quý vị. Thì thấy những đôi ủng xanh xanh đỏ đỏ đang đang đó là của các chị tài trợ hết. Hôm nay làm các chú không không có mang bao tay. Hiện giờ là đưa cho các cô các chú đang ăn bánh. Đó là hôm nay là đi trồng là cái số lượng là khoảng là 30 người nha quý vị. Đây, bây giờ các chú ăn điểm tâm nghe quý vị. Đó, vừa ăn nhưng mà vừa làm. Thì bao nhiêu người đây thì chưa đủ nha quý vị. Đây là cách mình gãi ngại nha quý vị. Nó gãi theo hàng. Một người gãi thì hai ba người cuốc liếp lại. Các chú còn đang ăn, chờ xíu xíu nó mới ra một lượt. Các cô các chú đi làm rất sớm nha quý vị. Giờ này khoảng 6 giờ. Các chú làm từ thiện nói chuyện với nhau rất là vui. Liếp liếp thấy củ nghệ nó lòi lên mình nhét nó sâu xuống giùm. Mẹ em lỡ em làm này được nè, dư cuốn này của em nè. Mà không phải nó nghệ này nó nằm trên khơi nó cũng lên mặn. Ông Năm có củ đó ông Năm. Có củ ngoài bìa lòi lên đó ông Năm. Đâu không lắm. Trời chú có hẳn tôi để thấy ở trên khơi ông cũng lắm. Mà lỡ thấy củ nghệ nó còn nằm trên mặt đó nó xuống giùm. Cho giải về mà tại nó không có cho gì đâu. Cho lần này tao gãi là như ý luôn. Hơi dày dặn dãi rồi. Chú khen khen. Mình khen mình điếu mà bắt. Nó hơi dày. Thường thường chú giùm chú. Dặn dãn ra chút. Chú thương chút. Nó bỏ như anh Năm đó rồi em đó.
từ từ từ. Bỏ đầu lại đây nào, 50. Ông Nam đi. Gì? Bỏ lại. Không có lỗi gì, mất xét đầu lại nữa gì. Vì chứ cái đầu thì chưa sủa chưa con tùng có mẹ rồi ra. Ê. Cái đầu nó chưa sủa mà có mẹ. Cái giò nó giò. Ui sủa trước đi. Thì bỏ giấy ra từ 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 ông á. Chưa chết rồi. Rồi tôi qua sao thì chưa nổi. Bỏ đầu rồi, bỏ đầu uống, có đất đầu gì chứ. Đây không có chục bao này á. Hàng á, cái chục bao á. Cũng như mình bỏ hàng rồi. Cái phần ở dưới á. Phần cho. Cho. Là trồng nghệ là mình giải dưới này nè. Bao bao là còn một bao nè. Còn mình giải chơi một bao còn nửa bao à. Tại vì mua nó trâu đi nè, rồi đó là nghệ cứ từ đất mà thấm xuống biết bao lâu. Về phần á, có phần chơi bao phần nó dở đó. Rồi gì đó. Sao? Hôm nay đi chợ ông là khoảng là 30 người có trên. Xin dịp mừng tổ tủ luôn. Đất này trồng ngay chỗ này đường đi rồi thấy em mới ha. Yeah. Dạ. Ta xới lại gì? Ta trồng nó đã ăn cái vô cùng đã. Dạ. Bữa hổm bạn không xới. Ai bạn? Hả? Ai bạn không xới? Bữa hổm có ai bạn không xới. Ông bà đẹp. Ừ, ông bà đẹp để đựng xới. Để đất ra đất cho. Đây là ông Tư đang móc đầu dòng nghe quý vị. Tại vì cái phần đất mình xớ cái sát đường mương này nè, mình xớ không được, cho nên mình phải móc mình trồng thêm một mớ nữa cho bỏ đầu dòng nó ổn. Mà nghệ này á, mấy chú nói là mình trồng càng sâu nó càng củ nhiều nghe quý vị. Phải ông Tư, nghệ này mình trồng càng sâu nó củ càng nhiều không Tư? Dạ, trồng tương đối nó cũng mới được, chứ trồng cạn quá không được. Ông Tư năm nay nhiêu tuổi rồi ông Tư? 60. Tư mới 60 ha. Ông làm từ thiện lâu chưa ông Tư? Mới có năm ngoài nay. Năm ngoài hả? Dạ. Sao con nghe ông người ta nói ông làm lâu lắm rồi mà. Hồi đó cũng như mình có chỉ mình giúp xã hội thôi. Vậy ha. Dạ. Chứ mình không có đi làm trực tiếp. À, hồi đó mình giúp xã hội là mình làm gì ông Tư? Thì những người hoàn cảnh thiếu hụt. Dạ. Nghèo khổ, bệnh hoạn. Dạ. Xe dạ. Chuyển bệnh từ thiện. Dạ. Mình cũng nghe nói là ông Tư cũng đi bán bánh mì không Tư? Dạ tôi mình lò bánh mì. Lò bánh mì ha. Dạ. Con nghe nói hồi xưa là ông chưa có lò là ông chở bánh mì đi bán không Tư? Không, tôi có lò từ lâu rồi. Vậy ha. Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm ha. Dạ. Con nghe mấy chú nói là hồi xưa là ông Tư với cha ông Tư đi bán bánh mì. À, còn dư nhiêu là để ăn, còn dư nhiêu là bố thí hết không Tư? Dạ dạ. Ông kể lại cái đó con nghe thử là lúc xưa mình làm sao không Tư? Hồi đó cái năm 78 á, là cái năm nước ngập, lúa mình bị lút hết. Dạ. Mình trai, bà con khổ đói nhiều. Gia đình tôi thì bán bánh mì. Cái mùa nước á, mình dạ. Bán đắt. Dạ. Thì bán vậy thì cái ngày nào mình bán lời được bao nhiêu, mua gạo hết. Thì số nào mình ăn thì ăn, còn số nào dư thì trang trải cho bà con sớm riêng. Ngự ít, gia đình đông thì nấu cháo, mà gia đình ít thì nấu cơm để chi tết cuộc sống qua cái đoạn nước ngập. Dạ, qua cái thời gian nước ngập đó ha. Dạ. Nhưng là mình bán về rồi mình dư một mớ mình để gia đình ăn, còn dạ. Dư bao nhiêu là mình bố thí hết. Bố thí hết. Dạ. Mà suốt cả mùa nước. Suốt mùa nước luôn là 6 tháng luôn đó không Tư?
thì nó nguyên cái mùa thương nước đó. Mùa nước nổi quê mình đó ha. Dạ, nước nổi quê mình đó. Quý vị biết thì quê mình hồi lúc xưa thì chưa có bao đê, thì nói chung là dùng nước lũ nha quý vị. Mà những năm nào nước lớn hồi xưa thì không có ăn hả ông Tư? Dạ. Ăn cá không, ăn kiếc ăn đâu nổi đâu hả? Với độn rau. Độn rau ha. Dạ, dạ. Hành giá tụng nghiệp ông già bà già mới tính ra cái phương cách đó thì giúp đỡ cho bà con được mỗi ngày. Dạ. Thành gia đình đi sống nghề bánh mì từ nhỏ tới lớn. Dạ. Hồi đó thì đi lấy bánh đi bán, năm 86 đến giờ mới làm chủ lò. Vậy ha, lúc trước là mình chưa bố thí là mình lấy bánh mình đi bán. Còn mà mình bố thí rồi là mình lên làm chủ luôn. Không mắc đầu hết hả ông Tư? Quá tốt quá vậy ơi. Thì trước khi thì đi làm từ thiện như đi trồng thuốc nam đồ thì làm bên xã hội. Còn bây giờ là bên xã hội cũng có điều kiện thì ông Tư sẽ bỏ sức ra ông Tư đi trồng thuốc nam, đi mằng đất trồng thuốc nam, đi lấy thuốc nam được hả ông Tư? Dạ. Dạ. Con cảm ơn ông Tư nha ông Tư. Dạ dạ. Nhà ông Tư mằng rất nhiệt tình so với chỗ khác nha quý vị. Móc đầu vòng cũng đẹp đó. Đây là mình nghe nói là ông Hai Be nghe quý vị. Hai Be đúng, tôi là Hai Be. Ông Hai làm từ thiện này trồng thuốc nam này được bao lâu rồi ông Hai? Vậy là trên dưới khoảng 3 năm rồi. Mình mới làm 3 năm ha. Dạ, còn nói cầu đường ráng là chú trên chục năm rồi đó. Cầu đường là ông Hai trên một chục năm ha. Dạ. Đây là những thành phần trong đội từ thiện của ông Mừng nha quý vị. Toàn bộ là đi làm từ thiện hết. Vậy là mình đi ngày nào mình cũng có làm hết hả ông ba? Có làm, ngày nào cũng có hết. Ông ba năm nay nhiêu tuổi ông ba? 72. 72 ha. Ừ, tuổi với ba đẹp. Tuổi với ông ba ha. Dạ, 72 tuổi thủ. Mình đi làm 3 năm này rồi, chú bác mình làm cái này cũng vui vẻ ha ông ba? Vui vẻ, đoàn kết nhau để giúp đỡ cho bà con mà. Dạ. Mà mình trồng nghệ này là lâu chưa ông ba? Trồng nghệ này cũng lâu rồi, đều ở đây mình chưa có trồng, mình mới chỉ trồng ngoái nay thôi, còn có trồng ở chỗ khác. Dạ, có trồng chỗ khác. Chỗ ha. Khác. Đúng rồi. Thuốc nghệ mình ở đây nghe nói uống cũng nổi tiếng lắm không ạ? Bao nói gì bao tử là ngon lắm đó nha. Bao tử là ngon ha. Dạ đúng rồi. Đặc biệt hôm nay mình trồng cái này là nghệ đen hả ông ba? Nghệ đen, nghệ đen có, nghệ vàng có. Nghệ đen có, nghệ vàng có ha. Ừ. Mà cái này là mình lựa là nghệ đen hả? Nghệ đen này, nghệ đen. Dạ, toàn bộ hết ha. Dạ. Mà sao mà con thấy cái củ nó nhỏ nhỏ không ông Hai? Cái này hả? Bị gì cái chỗ nào nó vũ nó thưa nó tốt thì nó lớn. Lắm. Dạ. Còn nào chỗ nào là đất không tươi tốt thì nó củ nó nhỏ. Củ nó nhỏ ha. Ừ. Nhưng mà mình giải này mình trồng xuống nè, mình trồng xuống là mình lựa những cái củ nó nhỏ nó mầm là mình đưa lên hay sao? Đúng rồi. Một nó có mầm ha. Nhỏ xíu này nó cũng lên đó nè. Một củ nhỏ xíu nó có mầm nó cũng lên ha. Cũng lên. Có cà ga leo đồ. Cà ga leo đúng rồi đó, có chú đó. Cà ga leo đồ là có ông Hai hết. Dạ có. Dạ, bây giờ là mệt rồi đó ông Hai. Mệt, nghỉ chút xíu. Dạ, nghỉ chút xíu rồi vậy. Tại cũng lớn tuổi rồi, cũng 72 tuổi rồi. Dạ. Cầu đường mình làm được bao nhiêu năm rồi ông Hai? Chú làm hồi năm 2011. 2011 tới giờ là cầu đường mình làm 9 năm rồi ha. Dạ. Thành ra đường giờ mấy lát nhựa bê tông trơn rồi đâu có làm nữa. Dạ. Trong mỗi lần đường đất này kia đó cầu cây là chú chỗ nào cũng có tham gia hết. Dạ. Mình yêu thích bên cầu đường hơn là bên để như là nói chung là nói xã hội là mình cái gì lợi ích cho bà con là mình cứ làm cầu đường thuốc nam gì cũng được. Dạ. Dạ. Như có ra lấy gạo thêm không? Không biết, cái đó không biết anh ba. Không biết. Có nhắn dư cái này đòi được. Vậy là ráng làm cái mới về quê ha. Về quê. Dạ. Thì bây giờ là các chú gãi vậy nghe quý vị. Còn ai cuốc lợi thì sẽ cuốc lợi. Đúng
rồi. Ai bỏ ai tới sau thì cuốc lắp lại. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Ông là ông ba hả ông ba? Không. Ông ba tên gì vậy? Ba Thành nè ơi. Ba Thành. Ba La đó. À, ông ba năm nay được nhiêu tuổi rồi? À, 74. 74, lớn tuổi hơn ông hai bên bển luôn. Lớn hơn. Cũng bên đây dạ. Tao là nó thiệt mày đó, nhất nhì đó, nhất đó. Nhất cái à. Vậy ông ba đi theo làm từ thiện này được lâu chưa ông ba? Trời đất ơi, lâu lắm rồi mẹ ơi. Đánh gà không mấy rồi nè. Ông làm mà chưa Hòa Bình tới giờ rồi. Chưa Hòa Bình tới giờ hả? Ừ. Bà chết ba nghỉ nữa. Vậy ông ba làm năm nay được nhiêu năm rồi ông ba? Ôi, mày cũng không nhớ nhiều nữa. Mày cũng biết làm hoài đây mà. Dạ. Yeah. Nhưng lần hồi đó là nhỏ thì nó săn sóc. Dạ. Yeah. Tới lớn thì bây giờ nó còn gì đâu. Bây giờ có gia đình hết rồi thì bây giờ có đi làm này. Ăn tương luôn, nó nhậu dữ lắm mẹ ơi, từ thiện gì. Dạ. Yeah. Ừ. Nói cũng ăn tương, ăn nhậu nó mới kêu mà dữ lắm à. Rồi bây giờ là nghỉ ăn nhậu gì hết là bây bỏ đi làm từ thiện luôn nha. Ờ, nghỉ nhậu thôi ăn tương luôn. Dạ. Yeah. Nghỉ nhậu đó. Vậy con cảm ơn ông ba nha ông ba. Rồi, có gì đâu con ơi. Bây giờ mày thực hiện tốt lắm đó trời hay. Dạ. Yeah. Nó thiệt con làm được vậy là con. Quý lắm đó, bây giờ mày thấy tao chết không? Đem gì theo giờ con? Dạ. Yeah. Cũng đem cái tội cái phước theo thôi chứ. Còn hai cái đó còn đó. Ừ, cho miếng cho hai. Con hết cái dòng này đây. Chi xét nha, không làm nghe quý vậy. Ở gì? Rồi. Tao thì không ấy nhưng mà nghe báo cáo là vấn đề cũng như con đồ này nọ này nè. Dạ. Yeah. Bác cái kia nó cũng mừng. Cái gì thì cũng biết cho nhưng mà không có này. Cái tài hôm đó này nó đau đi cất nhà. Dạ. Yeah. Nó mới cất nhà nữa. Có cất nhà nữa không ba? Có cất nhà luôn. Yeah. Ông ba 74 tuổi nha quý vị nhưng còn rất khỏe. Ừ. Ai gãi thì gãi còn ai cốt thì cốt nha quý vị. Thì hôm nay đi thì có ông anh này nữa thì mình nghe mấy chú nói là ông anh này là thầy giáo. Anh thầy giáo anh? Dạ, yeah, thầy giáo. À, anh tên gì vậy? À, tôi tên Hùng. Hùng á, năm nay anh Hùng nhiêu tuổi anh Hùng? Năm nay 53 rồi. 53 ha. Dạ. Yeah. À, anh giáo viên anh dạy cấp mấy rồi anh? Dạy cấp 2. Dạy cấp 2 ha. Dạ. Yeah. Anh làm từ thiện này được lâu chưa anh Hùng? Cũng hơn năm rồi. Hơn năm rồi ha. Dạ. Yeah. À, em nghe nói là anh làm cái này là hai vợ chồng đi làm hết luôn đó hả? Dạ, hai vợ chồng đồng lòng đi làm. À, hôm nay đi làm có vợ anh không? Có. Có gái, luôn ha. Gái, dạ. Gái ngại kia. Gái ngại nha quý vị, người nào dạ. gái người nào cào cào. Dạ. Thì hôm nay số lượng mà người làm thì rất đông, mình chưa có biết được là bao nhiêu. Cho nên chút dạ. nữa mình sẽ hỏi chú Mừ coi là được bao nhiêu người đi làm. Dạ. Nhưng mình mất đi dạy rồi sao mình làm được? Những ngày nào trống đó mình đi làm. Vậy ha. Dạ. Dạ. Ngày nào mà rảnh là trống mình không bận dạy thì mình đi làm ha. Dạ. À, vợ anh làm ngày gì? Dạ cũng nội trợ chứ, nhà không làm ruộng chứ không vậy ha. À, rồi mình đi làm như vậy rồi gia đình kinh tế mình sao anh? Cũng được mười mấy công ruộng mà lương giáo viên cũng sống qua ngày được. Vậy ha. Dạ. Vậy là mình có đủ điều kiện để mình đi làm từ thiện ha. Dạ. Dạ. Thì anh Hùng làm từ thiện theo mình biết thì ảnh rất là nhiệt tình nha quý vị. Và mà không có nể công. Dạ. À. Chuyện gì cũng làm. Chuyện gì cũng làm hết, mình làm từ thiện mà hả anh? Dạ. À. Vậy em cảm ơn anh Hùng. Dạ. Dạ. Sau khi clip nghệ đã đặt xong rồi, mình lùa đất xuống rồi nha quý vị. Thì bây giờ thì các cô là tiếp tục là tủ gom, là cái khâu này là cái khâu cuối cùng của công việc trồng nghệ. Đây, các cô sẽ tủ gom. Rồi ngang đây mình đi lên kia mình làm á. Tủ cho nó đều đất toàn bộ gì hết. Đừng cho cỏ, tủ gom này là có tác dụng là đừng cho cỏ nó mọc lên nha quý vị.
cái phần đất này là được chị Kim Loan Nguyễn tài trợ cho đấng trồng nghệ nha quý vị và các bạn. Cô sẽ lấy ra nghe quý vị, phanh cơm ra đang chuẩn bị cho khâu tủ. Này sao đứt hoài nó bị dính rồi đâu quá nó dây. Thấy có 20 người vậy. Bây giờ là 7:40 rồi nghe quý vị. Thì các chú chuẩn bị nước. Nước cho các chú đặng đặng trồng nghệ. Thì bây giờ là đang chuẩn bị trà đường với cà phê. Ok. Nước đây. Trà đường á thì ai uống trà đường uống, uống cà phê uống. Này con ăn nó tư làm rồi nè. Để vô là đem qua cho ăn cũng được. Để vô đi, có anh ông nắm hút để vô là mấy em cuộc mình. Thôi bây giờ mình đi bán cà phê nghe quý vị. Tất nhiên là mình đi phát chứ không phải là mình đi bán. Không cần chậm bò qua đường này đi. Bây giờ mình sẽ đi phát cho các cô chú nghe quý vị. Cà phê này là rất là đắt luôn. Thì các cô chú làm cũng rất là nhiệt tình. Một người có một cái công đoạn, ai muốn sắp xếp điều đó, ai muốn làm gì làm. Một người thì cốt, một người thì giải nghệ, còn một người thì chở. Đây là chở chở rôm. Đây đi bồ ơi. Ê, cà phê đi, cà phê đi. Cà phê trà đường. Cà phê cô ơi. Nè. Mình trốn không? Mình trốn thì đem. Tiếp tục. Ê, cà phê trà đường. Ê, muốn uống cái thứ nào lấy thứ này. Một bịch trà đường nào, uống trà đường nè em ơi. Vui, qua lấy. Năm nay nhiêu tuổi rồi? 24. Tên gì? Tên Lành. Lành ha. Em Lành mới 24 tuổi nha quý vị. Làm rất nhiệt tình, cuốc sẵn tới giờ ly chia luôn. Bắt đầu mình tiếp tục.
Ê cà phê trà đường mấy cô mấy chú ơi. Nè ông Bao, cà phê ông Bao ơi, trà đường ông Bao. Đây. Đó, mình tiếp tục thấy nha quý vị, hết cà phê trà đường rồi sẽ tới giờ cơm. Cà phê á. Ừ. Đi qua trà đường. Đó, trà đường thì lấy trà đường ba có sẵn nè. Có hen. Dạ. Trà đường cà phê. Rồi, trà đường cà phê. Đó, năm mô với đậu phộng. Đâu. Đó, lấy cho bà cô bên bển một bình luôn để con sắp tép. Trà đường. Rồi mình sẽ đi tép vào quý vị. Hay là ngày mình đã bỏ rồi, bây giờ mình còn đợi đâu, mình cào clip lại là xong đó nha quý vị. Nó ông Tư ông đang tưới nước. Tưới rồi mình tủ luôn. Cà phê trà đường, cà phê trà đường. Đây cà phê trà đường ông mời luôn. Đây rồi. Cà phê phải không? Đây luôn á. Cà phê trà đường. Bảo bọc cà phê luôn nha. Đây ba bọc cà phê cho ông Mự. Đây 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 đây. Trước cũng có, sau cũng có, đang làm. Xách găng mới rồi. Nè xách nguyên cái vỏ vào bánh kia luôn đi. Trả cái vỏ lại đây. Đó. Lấy lấy ra coi coi chừng đổ, đổ nghiêng, đổ nghiêng, đổ nghiêng, đổ. Ờ. Đây, cà phê trà đường đầy đủ hết. Đây đi phát cà phê. Chú đi về phê được. Còn hai bịch, còn hai bịch ham đó nè. Đây còn hai bịch lợi cho hai ông này nè. Nè nè nè, còn hai bọc nè, hai chú đây con vô uống xách thêm. Dạ. Còn hai bịch à, còn hai bịch à, hai chú xuống đi. Ừ. Nè đây. Chờ xíu nha, con đem cả thêm nữa. Đây thì bây giờ mấy chú về ăn cơm quý vị và các bạn. Thì lập từ thiện thì mình ăn cơm chay. Mỗi người ngồi cách nhau 2 mét dùng cảm ơn nha. Vô vô trong nè con ơi, vô trong nè. Trong vô trong. Cái chỗ đây là hôm nay là đi làm khoảng 50 người nha các bạn. Mình đông người quá có thiếu sót chút đỉnh gì cũng thông cảm anh em Út Kỳ ha. Nói gì đủ rồi, không phải hai câu đủ rồi, chăm thêm có ấy thì chăm thêm, ăn hết thì chăm thêm. Quá ngon rồi, quá ngon rồi, ông đó đó, ông đó đó, ông đó đó. Ông nào bây giờ hiện giờ là khoảng 9:45 thì mình vô ăn cơm. Ăn cơm rồi mấy chú sẽ ra làm tiếp nữa nha quý vị. Mười gửi rồi. Rồi. Bên đây có mấy bà cô nữa nha quý vị. Đầy đủ hết. Nè, đây đây cho con này vô đây đi.
Cao lên trong. Chút mà chú đi làm. Quá chiếc xe nữa. Ra hai quán rồi đâu nữa. Đi cơm nè. Đi cơm nè. Bà Cam ơi. Bà Cam ơi, nhắc tôi đỡ ăn ai nhiều nhiều quá chú. Bà Cam ơi. Cái này đi cái giò hơi yếu rồi. Ngọt lắm rồi. Chấm thêm. Ớt nằm đâu cũng vậy. Ớt để con để bỏ đây nè, ớt đây nè. Đây. Anh chở vô rồi đây nè. Đây nè anh Nóng ơi. Đây mấy con vô cho ớt không mấy cũng đây là những phần ăn cơm từ thiện này là của chị Kim Long Nguyễn tài trợ luôn nha quý vị. Trả hết cho mấy chú đi làm. Đâu kêu cơm đâu. Đây là các chú các bác là mà mệt rồi ăn rất là ngon nha quý vị. Thì thôi video của mình hôm nay đến đây xin được phép kết thúc thôi quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều nha.